Elite, 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 elite. Đón xem KO làm anh hùng nào vào 11 giờ thứ bảy trên Cartoon Network. Tạp chí mới của Avondale đã được phát hành. Dogmon quay trở lại lưu diễn. Đi tìm mèo ấy, chú mèo mà Chelsea yêu quý đâu rồi? Sumo và Clarence sẽ làm gì? Học karate ở lớp võ thuật đẳng cấp thế giới Aburozo. Bạn trai mới của cô Baker là ai? Họ đã quyết định chưa? Đón xem các tập phim mới của Clarence chỉ có trên Cartoon Network. Bạn thích những thanh kiếm thần hùng mạnh và bạn muốn nhiều hơn nữa, nhiều nhiệm vụ hơn với Vamper và Prohius, nhiều grab hơn và tất nhiên nhiều thanh kiếm thần hơn. Không, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Được rồi, đủ rồi đấy. Đón xem những thanh kiếm thần hùng mạnh trên Cartoon Network. With Cartoon Network Link, you can explore multiple worlds, solve exciting linking puzzles, and play as your favorite hero to defeat Mojo Jojo. Let's play cartoons! Let's play Cartoon Network Link! Tớ sẽ trở thành anh hùng! KO đang ra sức luyện tập cùng với sự giúp đỡ của những người bạn tuyệt vời nhất! Chiến đấu ư? Không đâu! Nhưng KO có đủ tố chất để trở thành anh hùng! Có chứ, tớ sẵn lòng giúp đỡ và tớ không nề hà việc gì cả. Không gì có thể ngăn cản tớ. Đó xem KO làm anh hùng nào. Chương trình mới được phát sóng vào 17 giờ hôm nay trên Cartoon Network. Omnitrix được nâng cấp, các anh hùng mạnh hơn gấp bội. Tránh ra, mạnh mẽ, đau răng ư? Dù nắm đấm của cậu ấy có mạnh đến đâu, có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Đại số ư, cờ năng mộng của mình. Người ngoài hành tinh trong Ben có thể thay đổi, vẫn nguyên vẹn, nhưng bản chất của Ben thì không lay chuyển. Đó xem Ben 10 cấp độ mới vào 10 giờ sáng hôm nay chỉ có trên Cartoon Network. Ben 10 cấp độ mới đã quay trở lại trên Cartoon Network. Em ngầu chứ? Tốt lắm. Còn anh sẽ là rat ngầu. Đó xem KO làm anh hùng nào vào 11 giờ thứ bảy trên Cartoon Network. Em đói quá anh ơi. Anh có ý tưởng gì không? Nhà hàng có nhiều món thịt ngon lắm nha. Ok, tôi sẽ chọn món thịt ngon nhất của nhà hàng. Em cũng vậy. Nấu chi cho cực vậy? Heo cáo bồi giới thiệu thịt viên 3 phút. Công nghệ túi hầm chịu nhiệt, áp dụng theo công nghệ dùng cho thực phẩm của phía hành gia, giúp tiệt trùng nên không có chất bảo quản. Hơn nữa, nó ngon tuyệt. Trời đất quỷ thần ơi, ngon dữ vậy nè. Thịt viên 3 phút heo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. No, so
sẵn sàng chưa? Không có đường lùi đâu đấy. Bắt đầu. Anh khiến chúng ta bị kẹt trong trò chơi điện tử rồi. Nổi loạn. Nhiều tiếng cười hơn. Anh nên đeo cái từ đó thấp xuống một chút. Và cực kỳ ngốc nghếch. Cứ để em đón xem thế giới kỳ diệu của Gumball trên Cartoon Network. Rất đáng xem đấy. Đến giờ làm anh hùng rồi. Xin chào, tớ là Kira, tớ 14 tuổi và tớ chơi môn bay trong nhà. Tớ bắt đầu chơi môn thể thao này năm 8 tuổi. Ngay từ bé, tớ đã mơ ước được bay trên trời. Môn thể thao bay trong nhà cho tớ cảm giác tự do. Động tác tớ thích nhất là dạng chân. Tớ đã phải rất cố gắng mới làm được động tác này trên mặt đất. Mỗi ngày tớ cố thêm một chút và cứ duy trì như thế. Điều thú vị nhất khi chơi môn thể thao bay trong nhà là tớ có thể giúp đỡ người khác và giúp các em nhỏ làm quen với môn này. Tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Ngoài ra em gái tớ cũng bắt đầu tập bay. Sẽ thật tuyệt nếu tớ có thể dạy em ấy cùng bay với tớ. Môn thể thao bay trong nhà đã dạy tớ nhiều điều, bởi vì trong lúc thi đấu, tớ phải thực sự tập trung và tất nhiên phải quyết tâm nữa. Xin chào, tớ là Kira, tớ có sức mạnh cơ bắp. Nhân tố sức mạnh của bạn là gì? Khi huấn luyện các cao thủ phái Spin Jitsu, hãy nhớ rằng nhào lộn khiến các đòn của ninja mạnh hơn. Bỏ mũ ra sẽ giúp bộc lộ cảm xúc dễ dàng hơn. Nước kết hợp với sấm sét ư, thật ngốc. Thực hiện thật chậm các pha hành động trông sẽ rất ấn tượng. Và bây giờ bạn đã sẵn sàng đối mặt với một ninja siêu mạnh thời cổ đại. Đó xem Ninja Go Kim Đồng Hồ với các tập phim mới phát sóng vào 8:30 các ngày cuối tuần trên Cartoon Network. Start creating your aliens in Alien Glitch. Name your own alien and generate your own unique transformation with powerful hero stats. Go to ben10.cartoonnetworkasia.com and play Alien Glitch now. Tuyệt vời. Tớ quyết định vẽ Gumball và Ducky để mọi người biết rằng tớ rất yêu Cartoon Network. Rất nhiều sắc màu. Thật tuyệt khi được xem cùng các bạn ở bữa tiệc ngủ. Người kể chuyện rất thú vị. Các chương trình được chiếu không ngừng nghỉ. Tuyệt vời. Đúng vậy. Xem Cartoon Network như thế nào? Ngồi trên ghế với một hộp bỏng ngô. Há miệng và không chớp mắt. Nhân vật trên Cartoon Network truyền cảm hứng. Tớ cũng muốn trở nên hài hước. Và sau này tớ sẽ trở thành một nhà hoạt họa. Chương trình yêu thích. Gấu trắng không hát. Đây bây giờ phiêu lưu. Hãy nắm tay bạn mình nào. Làm anh hùng thôi. Thanh kiếm hàm cá mập. It's Cartoon Network's Game of the Week, where you get the chance to win awesome prizes. Simply register at gameoftheweek.cartoonnetworkasia.com and play the Game of the Week. You could be crowned Gamer of the Week.